Bạn nào tìm anh long dài mọi người, mình còn một bé anh long dài màu trắng nha, còn một bé duy nhất thôi. Long dài màu trắng mắt xanh nha, mắt xanh nước biển, bé trai. Trắng tinh nha mấy bạn. Long dài mũi hồng, mắt xanh nước biển. Gần cho mọi người xem mèo con, 2 tháng mấy rồi cô chú anh chị ơi. Tiêm vaccine 1 mũi rồi, siêu tròn, siêu ú, ăn uống khỏe, ăn hạt. Cô chú anh chị nào đón bé này liên hệ với mình nha. Bé trai nha mọi người. Bé trai. Mắt xanh nước biển, cưng lắm. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi. Hơi bị quậy nha. Rồi, cô chú anh chị nào thích bé thì bấm vô góc trái có chữ hai bé Đức Hòa mọi người. Mình có ghim thông tin của mình làm sao để liên hệ với mình đó. Mọi người liên hệ với mình nha. Rồi mọi người có thể ghé trực tiếp để tham khảo được, và bên mình bán đủ phụ kiện nuôi ẻm luôn, không thiếu thứ gì hết trơn á. Nên cô chú anh chị cứ ghé xem chọn và đó một bé ưng ý. Không ưng ý con này thì mình vẫn còn con này, con kia nữa, hay có nhiều bé khác nữa. Cô chú anh chị bấm vào góc trái có thông tin của mình, mọi người liên hệ nhé. Bye bye.